Mời nhà trai. Đây, mời em ngồi. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta bắt đầu giới thiệu lớn lên cho mọi người cùng nghe luôn ha. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân cùng quý vị khán giả. Em tên là Trần Mạnh Hùng, em đến từ Vũng Tàu. Công việc hiện tại của em thì là thợ điện. Nghĩa làm kỹ sư về điện hay là... Không, em làm... nói chung là giấy công trường anh. Công trường là em làm cụ thể về cái gì? Dạ, em bên em là thi công đóng mấy cái dàn khai thác dầu khí ấy. À, Hùng nhiêu tuổi Hùng? Dạ, 4 ngày nữa thì em được 31 đôi bánh chưng anh ạ. Rồi còn em giới thiệu về mình đi. Dạ. À, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý khán giả. Em là Nguyễn Thị Lan, năm nay 29 tuổi. Hiện tại em là nhân viên sale bất động sản ở phố Mỹ Hưng, quận 7 ạ. Ờ, à, vậy hả? Dạ. Nghe cái giọng của em là ta muốn mua nhà rồi đó. Em cảm ơn chị. Ưu điểm của em là gì mà khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm thì ít nhưng mà khuyết điểm thì nhiều. Ưu điểm của em là ví dụ như là hòa đồng với mọi người, tiếp chuyện cũng nhanh, rồi làm gì cũng nhanh gọn lẹ, nhưng mà hay ẩu ạ. Ẩu? Ờ vâng. Cái khuyết điểm là hay quên ạ. Hay ẩu cũng... có phải là khuyết điểm không? Nói chung là cũng đôi khi là khuyết điểm là không trong công việc, ví dụ giấy tờ quên. Lại quên và là mất cái là mệt á, đúng dạ, không? Dạ vâng ạ. Rồi ví dụ như là nấu ăn thì cũng nhanh nhưng mà không được ngon lắm, rồi hay là tắm thì tắm rất nhanh hoặc có khi tắm lâu chẳng hạn. Rồi mời em trai, em giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình cho đàn gái nghe đi. Dạ, khuyết điểm là ưu điểm của em thì làm được những công việc nhà này. Có thể làm hơn cả phụ nữ đấy ra, không uống rượu, không uống bia, không cờ bạc, nói chung là không có tệ nạn. Rất thích chơi thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, nhiều môn lắm. Vậy là tốt rồi. Dạ. Em có một khuyết điểm gì không? Khuyết điểm chắc là em sợ rắn anh ạ. Sợ rắn hả? Em, cái tình trường của em như thế nào? Dạ, em trải qua hai mối tình ạ. Một mối tình là 3 năm khi còn sinh viên, sau đó ra trường thì... em chuyển về đây là chia tay bạn ấy luôn ạ. Còn sau vào đây thì em quen một bạn trai cũng hơn 3 năm. Sau đấy thì em cũng chia tay vì lý do cái công việc với lại nó không phù hợp, với lại cái tư tưởng đi đến hôn nhân nó khác nhau. Nên cách đây bao lâu rồi? Dạ, năm 2000 cuối năm 2017 ạ. Rồi còn em ơi. Dạ. Tình trường em thế nào? Em thì cũng trải qua 3 mối tình anh. Mối tình lâu nhất có là mối tình đầu á, 5 năm á. 5 năm. Mối tình thứ hai mấy năm? Mối tình thứ hai chắc được khoảng 3-4 tháng thôi. Mối tình thứ ba? Mối tình thứ ba thì được 2 tháng, tại vì sao mối tình tính từng tháng không vậy? Có mối tình đầu là sâu đậm thôi đúng không? Dạ, mối tình đầu sâu đậm anh. Lý do chia tay là gì mà sao mà nhanh nhẹn vậy em? Ông lý do chia tay mối tình đầu tiên gì? Tại hồi xưa nhà em ở Đắk Lắk á, thế là quen bạn ở trên Đắk Lắk được 1 năm thôi, là xong rồi nhà em chuyển Vũng Tàu, xong rồi yêu xa 4 năm cơ. Xong rồi đến lúc kỷ niệm đúng 5 năm yêu nhau là mình nhận cái tin gọi là sét đánh quá. Tôi em đã lấy chồng rồi. Chứ cô ấy là bỏ mình lấy lập gia đình trước đó đúng không? Dạ. Còn hai mối tình sau sao nhanh quá vậy? Tại hai mối tình sau á, tại vì sau này em biết người ta có người yêu rồi á, mà người ta vẫn quen mình á. Đấy, xong rồi chị em cũng chia tay luôn. Em muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Mẫu hình của em thì cũng cao 1m67 trở lên. 67 trở lên? Dạ. Tại em cao mà anh. Em cao mét mấy? Gần 2m à. Trời ơi. Trời ơi. Có gần 2m thôi em gần ơi, 2m. Gần 2m. Em đừng có đứng lên nha, em ngồi là bằng anh rồi đó. Em có 1m rưỡi rồi, đi làm nào. Đó bên đây thì đó người ta vậy đó, rồi không biết bệnh ý sao đây trời, tìm đâu ra cái người không, mà cao tương xứng với em sao, trời, đi gần 2m. Theo cái thang cũng được. Dạ. Rồi em yêu cầu gì nữa? Với lại bạn da trắng. Da trắng? Dạ, biết nấu ăn. Biết nấu ăn. Với lại đừng xe xua đua đòi quá anh. Không đua đòi, xe xua. Rồi gì nữa? Biết chơi thể thao càng tốt. Biết chơi thể thao. Trời ở đâu ra người con gái cũng hoàn thiện quá vậy trời. Rồi, em... đó là yêu cầu của đàn trai, đàn gái sao nè? Khoan để tôi hỏi nè, em thấy cái yêu cầu của bạn đó thì mình được bao nhiêu? Chả được điểm nào ạ. Chết rồi. Chả được điểm nào ạ. Chết rồi, không được điểm nào luôn. Rồi còn em thì sao? Em thì chỉ cần bạn nam cao trên 1m7 vì em cũng thấp ý. Nên em ơi, người ta cao 1m92 rồi, em không cần phải lo cái vấn đề đó nữa. Nên em giờ yêu cầu 1m9 cũng được ha. Không hô, không hói, rồi không hút thuốc, mà bia rượu thì hạn chế rồi ạ. Không rượu bia, nhưng mà hói là có vấn đề nha. Đúng rồi, hình như hói ít ạ. Yên tâm, đã có massage rồi. Hả? Để tôi quanh xem đàn gái như thế nào nha. Massage 7 hả? Dạ. Em không thích hói hả? Sao vậy? Hói nhìn xinh già lắm ạ. Ví dụ như bây giờ bên kia người ta hói thì giờ em tính sao? Hói mà người ta cao. Cao, tài năng, đồ này cái nọ thì hói sao? Hói mà người ta tài năng chơi thể thao. Cái đó quyết định bao nhiêu phần trăm trong cái việc mà em chọn lựa bạn trai? Chắc 30%. 30%? Dạ. Còn 70% kia là những cái gì mà có thể làm cho em lướt qua được cái hói?
Ví dụ như là bạn, nếu bạn ấy chân thành này. Chân thành. Vâng, bạn ấy chân thành rồi tu chí làm ăn. Tu chí làm ăn. Dạ. Biết quan tâm chia sẻ nếu khi mà đi cùng nhau hoặc là sau về với gia đình là được rồi. Rồi. Dạ. Là ba cái đó thì em đáp ứng 70% đúng không? Để dư sức xóa hói rồi đó. Xóa chưa? Thôi coi đây coi xác định hói được không? Nói chung là em đã có 70% để xóa hói rồi, em yên tâm đi. Có cơ sở để mình xóa em à. Rồi, em hình dung cô gái bên đây thì sao? Cô tự giới thiệu có 1,5m đó. 1,5m. Đang hơi hoang mang đó chị. Thì có gì đâu, em khỏi đứng, em cứ nói chuyện em ngồi hoài cũng được. Chị cũng thấy là có những người mà thực ra nếu mà yêu nhau rồi thì cái khoảng cách mà chiều cao thì nó cũng chả có vấn đề gì. Không, nói chung là em không đòi hỏi chiều cao đâu. Nhưng mà tại vì trước em quen với mấy người kia á, người ta cũng phải 1m6 giờ lên đâu mà. Đi với em thì cứ che em cao quá. Thế là bây giờ mình đặt ra cái tiêu chuẩn cho mình thôi. Thôi bây giờ vậy đi, mình sẽ giao lưu với gia đình, người nhà mình đi. Để họ bật mí một chút xíu gì cho mình nha, cho em đỡ hồi hộp ha. Em đi với ai ạ? À? Em đi với em gái với lại anh bạn đồng nghiệp. Đâu, em gái. Lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và quý khán giả ở đây ạ. Em tên là Thảo thì em là em gái của anh Hùng. Thì theo như những gì mà em quan sát nãy giờ thì chị đây rất là dịu dàng và rất là trưởng thành. Em thấy rất là hợp với anh của em. Về chiều cao của chị này thì em nghĩ không thành vấn đề. Giờ dành cao gót 20cm cũng có nên là không sao hết. Mà hai người đi với nhau mà nếu có chênh lệch cái thì nó cũng rất là dễ thương nên không thành vấn đề, nên là em nghĩ cái đấy không quá quan trọng đâu anh Hùng. Rồi em gái đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp và chị sếp của em ạ. Sếp cười rất cười ha. Chị sếp ý kiến đi chị sếp. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và tất cả mọi người khán giả. Em là Huyền, hôm nay em đến đây là cổ vũ và ủng hộ cho bạn Lan, mong cho bạn là tìm được một người là ưng ý. Em thấy anh bên đây sao? Dạ em thấy anh bên đây là một người chững chạc, có ngoại hình là hơi cao. Tóc tai sao? Theo em cảm nhận tóc tai đây có xếp rồi. Tóc tai thì không hói, tóc đinh bình thường. Ngắn gọn. Rồi bây giờ Vân thấy vậy là ok rồi đó. Giờ cho các bạn gặp nhau chứ để hồi hộp quá. Mở rào đi. Không gian này của hai bạn đó. Hôm nay tham gia chương trình anh có mua một chú lợn xinh tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Và em cũng muốn món quà tặng anh ạ. Cảm ơn em. Mở ra đi cưng, mở coi bạn gái tặng mình gì, mở ra. Hai đứa đứng không có hề mà đây là mới có 7 phân mà giày có 7 phân thôi nha. Em cũng không biết là thích cái gì nhưng mà em mua cái áo phông này size L, nhưng nếu mà không vừa thì có thể để đổi size lớn hơn ạ. Dạ. Thì anh nhà anh thích mặc áo thun lắm. Thay vì mua sơ mi giờ mua luôn áo thun, đúng sở thích luôn. Đúng sở thích luôn. Hay thiệt. Lúc nãy lên thì lúc nãy cũng quên hát một bài hát tặng cho bạn gái. Bây giờ em xin tắt hát tặng cho bạn gái là hai MC với quý vị khán giả bài hát có tựa đề là Hãy là của riêng anh. Từ khi em nói sẽ chỉ yêu mình anh, cuộc sống trong anh đổi thay bỗng nhìn đẹp như sao. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều. Chỉ cần thấy em trong anh hạnh phúc lắm rồi. Trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Vì tình yêu anh trao em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em yêu em rất nhiều. Chỉ bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé. Trọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa. Rồi. Ông nói ông tặng mọi người mà tôi thấy ông có thì thầm với bạn này thôi à. Thiệt luôn á. Em đáp lễ lại đi em. Dạ vâng, em cũng không biết hát sợ lắm nên em sẽ hát một đoạn nhỏ trong bài Cầu Hôn của Văn Mai Hương ạ. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa thu cầu, mình hẹn nhau trên đoạn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bàn nhạc. Thế rồi. Thôi thì cũng được rồi, bây giờ mình về cuộc trò chuyện đi ha. Thế em cảm nhận như nào vậy anh? Thấy anh cũng hiền ạ. Thấy giọng nói với ánh mắt thì cũng chân thành. Còn anh thấy em khi xuất hiện có giống những cái gì những suy nghĩ gì anh nghĩ về em không? Khi rào mà chưa mở ra thì anh cũng chưa thể gọi là hình dung em được như thế nào cả. Nhưng mà lúc mà rào mở ra rồi thì anh thấy em một người con gái là xinh xắn. Cảm ơn em. Bây giờ thì cái vấn đề chiều cao nó không quan trọng nữa rồi. Anh cho em hỏi là em vào đây là hơn 4 năm rồi, nên em muốn định cư ở trong này luôn. Thì anh có dự định là ở Hồ Chí Minh không?
hay là anh về Vũng Tàu? Bây giờ nếu ví dụ anh với em mà có thể tiến xa hơn nữa thì cái khoảng cách với lại cái quan điểm về cái em một cái chỗ ở cố định thì nó không là vấn đề nữa rồi. Dạ. Em quan điểm về một người con trai như thế nào? Khi mà về cuộc sống gia đình hôn nhân sau này, hai người đều có thể san sẻ công việc cho nhau, san sẻ công việc, chia sẻ với nhau về con cái, về gia đình, bố mẹ hai bên là như vậy thôi ạ. Cái đấy thì anh đáp ứng được. Nhưng mà em có một cái điều nhỏ là khi công việc của em sale thì cũng đi suốt ấy, cũng không có nhiều lúc là nấu ăn hay là chăm sóc gia đình chưa được chỉnh chu chỉnh chặt lắm đâu ạ. Cái đấy em rất là tệ. Cái đấy em không làm được thì anh làm được. Anh có thể phụ em mà. Dạ. Mình hẹn hò ngày đầu tiên, mình hẹn hò ở đâu? Tiên mình hẹn hò chắc là Sài Gòn ạ. Dạ. Và nếu được thì chắc là đi cùng công ty em đi ra ăn lẩu luôn. Chắc là tổ chức luôn em. Nhóm đông lắm đó. Hôm nay đi với nguyên nhóm luôn đó. Đó, sẵn sàng chưa? Hôm sau. Rồi, hết thời gian. Chúng ta để tay mình nút bấm. Qua cuộc trò chuyện cùng với sự góp ý của hai bên, chúng ta đủ để cảm nhận xem trái tim mình có rung động thật sự chưa. Nếu chúng ta quyết định bấm nút thì chúng ta phải chấp nhận với những gì chúng ta đã nói. Chúng ta có trách nhiệm với nó. Bấm nút là để tiến xa hơn trên con đường hẹn hò. Nếu không rung động thì không cần bấm. Thôi để em đếm cho anh. Sau 3 tiếng đếm. Để em đếm cho, để em đếm. 1. Để em đếm. Thôi nhưng chỉ là 1 thôi là bấm rồi đó. Tôi nói thiệt với ông, cái vai trò của tụi mình bây giờ nó là con số 0 rồi. Đếm làm gì nữa. Trời, nắm tay nhau đi. Như vậy các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Một nụ hôn đầu tiên đặt để nhớ ngày hôm nay. Hãy cho anh hôn mai. Hãy anh. Năm rồi à, vậy chắc còn trai tân á. Chắc còn trai tân á. Em cũng đã xuất hiện trong một phim rất là nổi đình nổi đám. Bộ phim đó chiếu vào dịp Tết. Phim đó là phim gì em? Dạ em không biết tên. Nhưng mà bạn áp lực nhiều quá. Nếu mà chế độ nhây á, em là nhây số 1. Lắng nghe con gái nói chuyện mà không bao giờ thấu hiểu được hết á. Em là Ngọc Hoa, em 26 tuổi, em là diễn viên tự do. Em tên là Trung Trương Tài, em năm nay 25 tuổi. Trung Trương Tài 25 tuổi, em làm công việc gì Tài? Em làm tài xế. Dạ, chào anh. Thi quẹt. Thi quẹt. Anh Tặng, này là dâu chứ không phải Hoa. Dạ. À, anh muốn... lát nữa em có thể bấm nút để về làm dâu cho má. Bấm nút để về làm dâu cho má. Thôi, nó cũng giải trí lắm chứ bộ. Em tặng anh bài hát luôn. Nãy em mất cúp, em ngồi em nghĩ ra anh bài hát. Từ từ em nhớ đã. Chết quên nữa rồi, từ từ. Anh ơi có bao nhiêu mấy ai xinh như em, vừa ngoan lại vừa hiền, anh kiếm không đâu xa. Anh ơi mau mau về thưa với cha mẹ, mau mau rước về làm dâu. Làm gì anh nhìn em có một con mắt nữa xíu vậy? Trời đây nè. Gì trời ông này. Thấy em sao? Dễ thương, mỏng mỉm. Không mà, không mà em thích. Mà em thích. Mà nói thiệt nha, 6 năm là chưa gì đúng không? Làm lẽ giờ về phải dạy đúng không? Em biết về em dạy không chứ? Trời đất mẹ ơi. Dạ em hỏi, em nói đùa vui vậy thôi. Em tới đây em có một cái mục đích thực sự đó là em muốn một cái mối quan hệ mới. Và cái em đặt lên trên hết hàng đầu là người đó phải tài chính vững vàng. Ví dụ hôm nay anh chưa có thể, nhưng em muốn anh phải nói cho em nghe một cái kiểu, cái câu gì đó để em vững tin hơn. Anh có làm 4 cái câu thơ này. Cầm vô lăng anh vững vàng tay lái, chờ lên hàng anh nghĩ về tương lai. Cơm đường cháo chợ qua ngày tháng, gom tiền gửi hết vợ tương lai. Trời ơi, còn gì để mà nói nữa. Trời ơi. Dạ. Gom tiền gửi hết vợ tương lai. Trời ơi. Hai người nắm tay nhìn nhau coi. Rồi nhìn cổ đi, nhìn thẳng vô mắt cổ. Em có mong muốn cô gái này là một nửa yêu thương của mình không? Dạ mong. Muốn phải mạnh lên coi. Tôi muốn đó. Tôi muốn. Em tên là Lê Văn Nam. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cùng với gia đình. Bao nhiêu tuổi? Em 35 ạ. Hiện tại em đang quản lý doanh nghiệp riêng của mình. Em tên là Thị Dương.
Hiện tại em 31 tuổi và đang là quản lý của một chi nhánh trung tâm ngoại ngữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chào bạn. Mình có món quà. Dạ, cảm ơn ạ. Cảm ơn em. Cái món quà này là em đã mang về trong một chuyến lang thang đi du lịch bụi ạ. Em mong là anh sẽ vừa nó. Anh có thể mở ra không? Dạ, có. Cái hình này là cái bảng chữ cái của bên Lào ạ. Em mới đi phượt hồi Tết vừa rồi. Khá là đẹp. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chuyện ha. Em có hai câu hỏi muốn hỏi anh. Thứ nhất là sau này khi mà anh có vợ rồi á, nếu như vợ anh không đi làm thì anh có đủ tự tin, đủ bản lĩnh để anh có thể nuôi được gia đình gồm có hai vợ chồng này và hai đứa con, và bên cạnh đó là chăm lo cho bố mẹ bên nội bên ngoại, tức là hàng tháng mình phải gửi tiền về cho bố mẹ tiền á. Hiện tại thì cái đó đối với anh thì có thể làm được. Trong cuộc sống sau này thì anh sẽ cố gắng để làm những gì tốt đẹp nhất để phát triển cái gia đình mình. Còn câu hỏi thứ hai, em là người rất thích đi du lịch và mỗi một năm em đi như vậy ít nhất là một chuyến tới hai chuyến, có thể hơn. Thì không biết sau này ví dụ như mà em lấy anh á, thì có gia đình có con rồi nhưng mà em vẫn muốn đi như vậy thì anh có ủng hộ hay không? Tại vì có một số cặp vợ chồng khi mà có con rồi á thì người chồng muốn người vợ là phải ở nhà chăm con hay là chăm sóc cho gia đình, là nấu ăn này nọ các kiểu mỗi ngày như vậy. Thì em không có đồng ý với cái quan điểm như thế. Đi du lịch anh cũng rất thích, tại vì anh đi du lịch nhiều mà. Cái chuyện mà ở nhà chăm con thì anh cũng không phải là khắt khe lắm. Tức là cái khả năng tài chính của mình, muốn đi được nước nào đó thì mình sẽ cùng nhau đi. Và đó là cái hạnh phúc thực sự của gia đình mình. Em chia sẻ thêm chút xíu nha. Ở Việt Nam mình thì em đi gần như là hết rồi, chỉ còn có vài tỉnh chưa đi thôi. Còn ở Đông Nam Á thì em cũng đi khá khá, và châu Á thì em cũng đi được vài nước. Thì sau này em mà đi á thì em chắc chắn là em sẽ đi những nước tiên tiến hơn. Thì châu Âu. Châu Âu. Dạ đúng rồi. Châu Mỹ, dạ, châu Phi. Dạ chính xác. Thì nó tùy thuộc vào cái tài chính, tùy thuộc vào khả năng của mình đi tới đâu đó. Nếu giờ mình mà không có đáp ứng được đủ để đi tới châu Âu á, thì mình đi dần dần nó tới vậy. Cho nên em mới muốn hỏi anh là anh có đủ tự tin, đủ bản lĩnh để anh có thể tài trợ được cho em đi những chuyến châu Âu, châu Mỹ là xa hơi không? Cái đó thì nó còn một cái chặng đường dài đó. Nếu kẹt mà chưa đi được ba châu đó là tạm thời mình đi châu Đốc trước đi. Thì từ từ tới mấy châu kia. Em tên là Võ Thị Được ạ, năm nay em 22 tuổi, quê em ở Sóc Trăng. Hiện tại thì em đang làm giáo viên mầm non tại huyện Hóc Môn. Con tên là Lê Đức Mai Lâm, sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Con là làm nhân viên văn phòng ạ. Và con đến đây với là người em song sinh của con. Hai anh em nhìn khác nhau nhưng mà cái suy nghĩ nó có cái gì đó giống nhau. Hình giao cách cảm kìa. Thấy được, có được không? Dạ, thấy được, rất là được luôn. Dễ thương. Dễ thương với kiểu như là rất là được. Nếu mà Lâm nó không bấm thì con đây con bấm cho. Đầu đi Lâm. Dạ. Anh có bó hoa này tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Với lại cái này là cây sen đá. Rồi. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Anh cũng xin tặng cho em một bài hát. Trước khi hát thì cho anh đặt cái hộp quà này xuống. Rồi, vô. Em ơi đừng xa cách tôi, chẳng có níu em về. Bình yên trên mái nhà, nhìn đời ngược dòng, anh còn bên em, có phải không? Tăng ta răng tăng vô. Tăng ta răng tăng tắt, trời mang ánh sáng năm tháng tư bề, dẫn anh về chung lối. Trời mang tia nắng nhưng cớ sao còn tận tôi. Một mai anh lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Tìm về em, người chàng khiến em lẻ loi. Rap luôn. A, B, C, D. Em nhớ rap. Xin lỗi mọi người, em nhớ rap. Rồi, dễ thương. À, quay mặt qua kia kìa đi. Đó. Ủa gì sao vậy được? Được, Lâm nó quay qua em, quay qua đây được. Hai đứa phải quay qua nói chuyện với nhau chứ được. Ủa? Ông nội đó nha, ông lùm lum trò nha, ông lắm trò lắm nha ông nha. Thì điều đầu tiên em thấy cảm nhận anh là người như thế nào? Em thấy anh cũng dễ thương. Cảm ơn. Vui tính nhưng mà... Nhưng mà sao? Hơi tăng động xíu. Tăng động. Kìm kìm lại được không? Ok, kìm được. Anh sẽ lắng nghe, sẽ kìm lại. Do mình lên chương trình mình phải thể hiện hết mình. Cho về nhà anh im ra, anh nói gì đâu. Anh thấy em sao? Nhìn đầu tiên thì thấy... một cô giáo mầm non với cái thân hình với là cái gương mặt nhìn rất là con nít, rất là thích. Anh còn thích đây cũng chỉ là con nít.
hết 3 phút cho ta. Bây giờ nói chuyện hẹn hò nè, ở Bình Phước với lại Hóc Môn, mình hẹn hò sao? Ví dụ mà mình thích nhau thì mình có thể từ Bình Phước mình sẽ dọn lên được trên Hóc Môn để gần em hơn. Giống như là em bị bệnh đúng không? Anh không bị bệnh thì anh sẽ mua cháo tới cho em. Còn ngược lại, anh bị bệnh đúng không? Em không bị bệnh, không biết em có thể mua cháo tới cho anh không ta? Em không gần đường lắm, nên em sẽ gọi ship cho anh được không? Vừa em lắm. Không sao, nếu mà bé bệnh em cứ mua cháo xuống cho bé. Còn em bệnh chị mua cháo lên tới nơi cho em. Chị đi làm đi. Anh sẽ trả hết tiền ship. Chị giao cháo lên, chị không tính ship luôn. Đích thân chị giao. Chị đi sang đi. Ok. Em rất vui khi mà gặp anh ở đây. Và thật là cảm ơn chương trình khi mà trải cho cơ hội để mà chúng ta được tìm thấy nhau. Cảm xúc của em bây giờ nó... Cứ nói thật ra cảm xúc của mình. Nó có gì đó nó không chắc chắn lắm. Nhưng mà vẫn mong là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn em. Em tên Nguyễn Minh Thông, em đến từ Tây Ninh. Năm nay em 25 tuổi, em là giám sát. Em làm khu vực của Tây Ninh, ở Tây Ninh. Em tên là Thanh Thảo, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại em là nhân viên văn thư tại trường mầm non thuộc huyện Củ Chi. Mình có món quà và đặc sản của Tây Ninh mình. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh nè, giống hoa cưới. Đây là một bó hoa lần đầu tiên em làm, tự tay làm. Còn cái ý nghĩa thì anh tự mở lá thư cho em coi. Cảm ơn. Mở lá thư ra đi Thông. Ông chạm điện không cứng đơ người hết trơn, hết hoạt ngôn nổi luôn rồi đó. Biết chưa? Không. Gì vậy? Bấm dạ, em kiếm cái nút bấm luôn. Bấm luôn. Kiếm cái nút bấm luôn. Anh đọc ở trên, anh đọc ở trên. Ủa đọc cái gì mà bấm luôn thì đọc đi. Đọc lên đi anh, đọc lên đi. Anh có thích ăn ngọt không? Nếu có thì giờ đổi của em. Dạ, nguyên câu là anh có thích ăn đồ ngọt không? Nếu có thì về đổi của em nhé. Thật rồi em ơi, em thiếu chữ đồ. Tại vì em đi đến đây là chị. Anh có thích ăn ngọt không chứ không có ăn đồ. Vậy em sao? Ăn đồ, ăn ngọt. Nói nghe nè em, lý do gì mà em tặng một cái chùm bông như bông cưới vậy? Dạ, tương lai luôn á chị. Em khẳng định là ngày hôm nay là em sẽ rinh được nàng về Vinh đúng không? Dạ, tại vì chương trình nói là đến rước người yêu. Em không có nghĩ là đến đây để tìm người yêu, mà em đến đây để rước người yêu. Để rước người yêu luôn, dạ. Trời ơi, duyên dáng dễ sợ thiệt á. Rồi cảm nhận về nhau đi, hai đứa. Anh thấy em như thế nào ạ? Em cũng dễ thương. Chân thành đi anh, thật lòng mình nói đi, đúng em có rồi. Mặt không? Thì anh cũng có thua gì em đâu. Không, thật sự thì mình mập mình dễ thương mà. Anh có muốn hỏi em gì không ạ? Em thấy anh sao? Dạ em thấy tính cách của anh thì hiền, ngoại hình thì cũng dễ nhìn. Còn em nhìn đây dễ nhìn thôi chứ thiệt ra ngoài em nhìn khó nhìn lắm. Khó nhìn là sao anh? Bụng bự. Bụng em cũng bự. Cái đó mình giống nhau rồi, em không có quan trọng gì đâu. Tới đây anh thấy em là ok rồi, không còn nói để hỏi gì nữa hết á. Nói nghe nè, giờ hai đứa thử ra nắm tay nhau coi có điện có đúng nhịp không? Xong rồi hát rồi nhau đúng nghe. Một cái là hát một bài đúng biểu, rồi. Biểu hiện cái tình cảm của mình liền. Tiến tới đi Minh Thông. Cô này là chắc chắn hát hay nè, không biết anh kia làm sao đó. Đừng giật em, giật điện mạnh quá rồi. Trời em hết hồn luôn. Điện mạnh quá, giật. Thấy ghét không? Duyên dáng dễ sợ. Hai tay. Nắm vậy nè, anh nắm vậy mới đúng. Nắm hai tay luôn. Đúng rồi, nhìn mắt. Đó. Có thể hát cho nhau nghe đi. Dạ, đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một bài hát. Cũng giống như cái món quà gửi cho anh mà hát được mang tên là quà cho anh. Những món quà nhỏ bé chưa một tình yêu lớn, tình yêu đó mới cho riêng tặng anh. Và em chỉ ước mơ lấy thôi một điều, tuy đơn giản nhưng ngọt ngào. Muốn có tha thiết một đôi mắt hiền, muốn có mắt một bờ vai em. Em yêu nụ cười mỗi ngày anh đến, và em yêu những nụ hôn anh vẫn hay trao. Muốn có thương nhớ nhiều như lúc đầu, muốn những câu hứa không hề thay đổi. Tim em luôn cần những lời quan tâm, để hôm nay em biết anh còn yêu em. Sau chương trình này em sẽ không nghe nhạc nữa. Dạ, tại vì có bạn này hát hay quá rồi, không cần nghe nhạc nữa. Bây giờ em đáp lại dạ, cho chị. Anh thì tới đây anh cũng chuẩn bị một bài hát để tặng cho em. Nhưng mà anh hát thì không được hay, nhưng mà em ráng lắng để mà nghe. Một cuộc đời hiến dâng cho một cuộc tình, một vòng tay mang giấc mơ đến em từng đêm. Và anh giữ gió rét không để gió bay qua,
sợ lành em thức giấc bởi anh quá yêu người. Rồi ok, về chỗ đi. Để em đi kiếm. Em ơi, ở sao tí nữa em. Tay em ngắn quá. Thôi tụi tôi đi về. Hết vai trò luôn rồi. Không còn cái gì để nói. Dạ, chương trình đến đây là kết thúc hay sao hai MC? Thầy tự hung luôn đi. Tự làm đi. Nếu coi rồi tự con, làm. Con xin phép bác. Ba mẹ gần không? Khoảng 3 cây số. À gần mà. Rồi nhà ba mẹ đang ở với ai nữa? Còn người anh thứ ba. Thứ ba. Thôi mời nhà gái cho chúng tôi biết chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của em thì em nhanh nhẹn hoạt bát, còn khuyết điểm của em thì em hoạt bát. Một mối tình em quen được 3 năm. Này chắc chung. Tại vì lúc đó em còn khó khăn. Khi người đó đợi em thêm 2 năm nữa thì công việc em ổn định đó, rồi tiến tới á. Em ra người đó với bên nhà gái người ta không đồng ý đợi á. Thôi thì lấy chồng. Bây giờ em không quen. Tội nghiệp không? Lâu chưa? Ngày 6 năm. 6 năm rồi. Trời ơi. Không quen mối tình 3 năm mà kêu ta đợi 2 năm nữa cho có sự nghiệp. Không đợi. Anh gần lắm. Đi có tiếng rồi. Lên cho em mà có việc làm ăn thì vẫn cũng làm được. Nói chung là sẵn, làm kinh doanh buôn bán thì ở đâu thì chỗ nào ta bán trái cây mình ké đồ ăn sáng luôn. Không dạ, tốn tiền mặt bằng. Chỗ của em là ngay khu công nghiệp Tân Tảo. À. Chỗ đó làm ăn dễ làm ăn lắm. Cái chỗ của mình của em á. Thì giờ kéo nó lên bán trái cây khu công nghiệp cũng được. Đó. Không, cái chỗ của em là em ở ngay khu công nghiệp nên em bán đồ ăn cũng được á. Thôi. Người thân em là ai vậy? Không, em đi lên đây là giống như em giấu người nhà không cho anh biết. Giấu hết. Em thích con trai gái. Trai gái gì nói chung cũng được thôi, giống miễn mình yêu thương đó là được à. Em không quan trọng một trai hay một gái gì hết á. Hai trai cũng được mà hai gái cũng được. Có nuôi nổi hay không? Cái đó thì bình thường chứ đâu có gì đâu mà nuôi nổi. Bây giờ em nói thì em đã chuẩn bị gì cho cái việc cưới vợ rồi, em nói cho bạn gái biết thì bạn gái có thử tự tin về Bến Tre không? Chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau nào. Đã, một nụ hôn đầu tiên. Rất quý. Ừ rồi trưa cái bán ăn trưa mua trái cây nữa. Nói chung là bữa ăn nào cũng cần phải có la sét. Đúng rồi. Đó. Được không? Hợp lý không cưng? Dạ. Hợp lý ha. Đó, hay quá trời. Bây giờ mình muốn có người yêu như thế nào? À, em giống như là hiền lành, biết tính toán làm ăn là ok. Đúng với anh kia luôn. Hiền lành, tính toán làm ăn, cũng gì lo làm ăn mà không cưới được vợ đó. Tại vì ở Bình Tân làm buôn bán đồ ăn sáng. Rồi mời nhà trai. Em tên Tý ở Bến Tre. Tên gì? Em tên Võ Văn Tý. À. Em ở Bến Tre. Em năm nay 36 tuổi. Chứ làm gì? Dạ hiện tại em mua bán. Mua bán gì? Nói chung anh thì cũng vậy thôi. Nói chung anh thì như muốn hẹn hò gì đó. Thôi là em chỉ em điện anh ừ mai anh sắp xếp lên ăn uống gì đó hoặc cà phê pháo gì đó. Thì nói chung là anh bắt đi giờ nào là anh đi giờ đó. Tại vì anh không có lệ thuộc ai hết. Yeah. Đó được đó. Hai đứa không lệ thuộc hết trơn. Ở kia bán ăn sáng là bận thôi. Từ trưa tới chiều em là. Em bận tới trưa. Từ chiều làm gì? Chiều ở không làm gì ở không tôi xuống Bến Tre phụ bán trái cây hả? Giờ có tiếng em nói nhiều hả? Trời sao nó giờ ngồi em ru rồi trời. Tại vì vậy... mua bán cái gì? Mua bán nói suốt vậy đó hả? Tao thu đại nè, tao thu gì đó cam xoài mít ổi gì đó tao thu vô cái loa trong thế phát ra khỏi nói. Có thu chứ, nhưng mà điều cái khi khách quen anh ta nói chuyện với mình phải thế nào. Dạ thì cũng bình thường làm được rồi. Rồi tức là em cũng không đòi hỏi là phải cao sang á, quan trọng là cái tính tình thôi. Nói chung là anh thì cũng dễ lắm, anh chủ yếu là xấu đẹp anh hỏi là những gì đó, nói chung là nó biết làm vậy thôi. Anh chủ yếu là cũng như đó. Thì anh lên đây á, thì nói chung á, thì em cũng quen cũng nhiều mối tình nhưng mà mình là chưa suy nghĩ tới cái chuyện là có gia đình nhá. Cái bây giờ tới tuổi thì em cũng suy nghĩ có gia đình nhưng mà lại chưa không tìm được cái đối tượng mà mình cảm thấy phù hợp với mình. Dạ. Nào giờ em quen mấy mối tình rồi? Em cũng quen cũng nhiều. Nhiều. Có mối tình nào sâu nặng không? Cũng hai ba. Ác đúng không? Chung là thì
nó có hơi nhút nhát với nữ thôi, còn chứ em ra đường thì nói chung em bán buôn bán rồi này kia được. Ra đường là không ăn hiếp em được đúng không? Phải không? Ừ vậy thì được. Chứ thấy em nhút nhát hiền nữa rồi bán trái cây sao mà rủ người ta lại ta mua trái cây người ta không trái cây. Cái chuyện đó là duyên nợ đó. Ha. Chúng ta gặp nhau trong sự gấp gáp. Rồi, hai đứa nhìn thẳng vô mắt nhau đi. Thấy bạn gái sao, trong lòng mình sao? Mình mong muốn gì? Có thích bạn gái về Bến Tre không? Nói luôn đi. Nãy giờ anh nói chuyện với em, anh thấy em vậy đó. Ăn gì đó rồi vậy sống. Cô bên này là nấu đồ ăn sáng để bán mà. Nên là bán không hết là về ăn trưa luôn. Tối luôn. Là cơm nước là đầy đủ, lúc nào nhà cũng có đồ ăn. Chưa chi chù ta. Không, rồi nấu dư ra. Trời ơi, ta bán sáng mà kêu để ăn trưa tối luôn. Người ta không có nói ý đó mà. Cái người mà đáng tán tội là cái người mà nói vô á. Thấy không? Dạ. Thấy chị Lan không? Thấy nói vậy nè. Là con bán đồ ăn sáng. Vậy thì á là bán hết. Cỡ 3-4. Cỡ 3-4 vậy đó hả? 3-4 đô la là 7. Trời ơi. Wow. Dòng qua bên đây. Ừ, tràn quá liền. Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Mời già gái giới thiệu cho mình nè. Dạ, em đây là... Hai bạn hãy suy nghĩ lại về những gì chúng ta vừa trao đổi với nhau. Xem là chúng ta có thực sự là một nửa mà chúng ta đang đi tìm hay không. Những lúc chúng ta nắm tay nhau, đó là những cái giây phút mà chương trình cho thời gian để các bạn giao lưu về mặt cảm xúc. Các bạn hãy bình tĩnh suy nghĩ và đưa ra quyết định. Em không có đòi hỏi gì hết á. Chỉ chủ yếu gì à. Ừ, công việc của em, ừ, tỉ như em đi ra đường em bán. Thì ở nhà thì bán được nhiêu được. Thì lo cơm nước em gì, cứ tới buổi em đi về em ăn vậy thôi. Chỉ vậy thôi hả? Ví dụ người ta không có nhà nấu cơm nước, ta cũng lo đi làm ăn kiếm tiền. Rồi thì... được không? Được, thì chuyện đó thì mình tính tiếp nữa. Ừ. À, sao? Ra quán mình liền. Cảm giác sao em gái? Hơi rung. Hơi rung hả? Thấy sao? Cảm giác sao? Cũng hơi rung. Không phải hung thì sao? Cảm giác hung sao đó? Cảm giác này 6-7 năm mà chưa có hung ai hết. Làm cái nửa bên trái luôn. Cho nó hợp lý. Hay nửa bên kia, má bên kia luôn. Nào. Được rồi. Được rồi. Má bên kia. Chồng qua bên kia. Em không có là... Em làm chỉ có một mình. Nhưng mà em có ở chung ba mẹ không? À, dạ có, đi gì vậy đó. À, tức là sáng bán xong rồi chiều cũng về ở với ba mẹ đúng không? À, thời gian rảnh hay mới gì? Ủa vậy là em ở trọ? Dạ, mà em mướn mặt bằng đó. À. À, tức là em mướn mặt bằng rồi em ở tại mặt bằng mình bán luôn. Ừ. Dạ đúng rồi. Rồi dạ. Nhà em chỗ bán nó về cho xe buýt đi tới Tiền Giang luôn. Dạ. Hả? Tới Tiền Giang cho bạn trai đón qua bên kia. Cũng vậy. Nếu bữa nào mà ở dưới chiều không có bán thì sáng lên phụ bán bánh bún bò cho bạn gái. Được không? Thì thỉnh thoảng thì chắc có lẽ được. Dạ. Thì thỉnh thoảng chứ không phải bỏ lên đây hoài rồi ế trái cây tiền đâu cưới vợ. Bỏ lên đây hoài là mất mối luôn. Ừ. Chứ mà em cũng không có lo ngại gì những chuyện đó. Thế với em lên đây em có người bán ở dưới. Có người bán đúng không? Có lính đúng không? Dạ. Đó. Thì em tới 2 bãi rồi. 2 bãi dưa. 2 bãi rồi ha. Có nhiều người cũng có 3-4 bãi luôn á. Trời ơi. Khá đó. Mình đầy bạn lĩnh đó. Mà nha. Quen mà không nghĩ tới kết hôn cho nên thôi bỏ. Dạ đúng rồi, lúc đó là đang còn suy nghĩ đang chơi á chị. Ừ. Nhưng mà bây giờ tới tuổi rồi cái... Tới tuổi là nhiêu? 30. Giờ muốn chọc. Lê Thị Thu Hà, hôm nay em 30 tuổi. Em đang buôn bán kinh doanh tự do. Em kinh doanh cái gì? Dạ em buôn bán đồ ăn quán nhậu. À đồ ăn quán nhậu hả? Em ở đâu? Bán ở đâu? Ở Bình Tân. Là mình sống ở Bình Tân luôn? Dạ. Rồi, cô gái của chúng ta 30 tuổi. 30 dạ. Tuổi sao? Nói chung là bây giờ anh vốn thì nói chung là anh không có nói ra. Tại vì bây giờ tính anh thì thẳng thắn lắm. Đủ tiền cưới vợ được. Yeah. Nói chung là anh nói thẳng anh có gia đình, anh nói chung là anh không phụ giúp ai hết. Tuy rằng tại vì hôm nay anh có thể, tại vì anh mất công việc, anh đi chở đồ đi bán gì. Ngoại giao. Không, thực ra là nhậu ngoại giao á. Anh nhậu ngoại giao thôi chứ thực ra anh cũng ít đi nhậu lắm. Thôi anh thấy hai người hợp với nhau đó. Bây giờ này chị hỏi em nè, em thích con trai có ngoại hình như thế nào, em có cái hình mẫu nào không? Cao ráo, nói chung cũng phong độ xíu thì cũng ok, tướng được xíu là được. Tướng được là sao? Tướng được là sao mới được? Là có một mẫu hình nào mà cao ráo chút có gì? Mẫu hình nào mà thể so sánh tướng cao chút được, tướng được chút được không?
Dạ hơi cao cao một xíu. Cao cao cỡ ai? Vĩnh Thụy không? Chuyện với người ta đi. Em có khuyết điểm về nặng nhất à? Khuyết điểm của em hả? Ừ. Khuyết điểm của em nãy nói rồi. Có rồi, nhưng mà khuyết điểm nào mà nặng nhất á? Có gì không? Dụ như là cọc cằn, mấy người hiền hiền lành cũng hơi cọc lắm á nha. Nói chung là cọc thì hiếm lắm. Hiếm. Có quý lộn lộ dai rồi bây giờ chưa? Chưa. À, thôi vậy cũng được. Đường tình duyên bên nhà gái làm sao? Dạ, đường tình duyên của em thì... Ta tiền rồi sao? Nhà gái bên đây là hơi nóng tính, rồi nhà trai bên kia không biết làm sao à. Còn em có nóng tính không? Nói chung là em ít khi nào nóng tính đó. À, còn nóng tính em làm gì? Nóng quá đó. Nóng quá em bỏ dặn em đi. À, chú phải bóp nát trái cam hả? Tự nhiên là... Kiểu là tự do à? Tự do. Dạ. Kiểu như mình tự lập á. Nói chung là anh này tự lập nhỏ lắm. Cho nó thoải mái. Tại vì em cũng tự lập mà... Đó giờ em ở trên đây cũng tự lập không? Nói chung là anh cũng vậy thôi. Cứ nhà đó. Dạ. Nói chung là cũng không có làm dâu đâu. Nói chung anh cũng có còn người anh thứ ba. Anh cũng có nói rồi. Giờ cũng như chia ra tư duy hết rồi. Nhà anh sống như cũng gần nhà đó, anh đi tới đi lui vậy thôi. Hỏi chuyện con cái đi. Con cái thì hiện giờ mình có gì? Thành ra là lấy chồng rồi, ở vậy luôn 6 năm rồi đó, thấy thương không? Rồi từ đó tới nay không quen ai hết hả cưng? Dạ không, em chỉ lo làm. Có cô nào lại mua trái cây khoái không? Nói chung là nhiều người khoái em lắm, nhưng mà đều con gái. Em không làm như nếu mình, mà coi ổng sao? Mình không... Nhiều người khoái không dữ lắm. Nhiều người khoái nó lắm á. Nhiều người khoái em dữ lắm. Ừ. Rồi chào nhà trai. Ừ. Sự là hiền về. Bán trái cây mà nhiều khi nóng không biết làm gì, bóp trái cam cho nát hay gì đó. Rồi bên nhà gái còn khuyết điểm gì nữa không? Dạ không. Không hết hả? Rồi nhà gái đơn giản chỉ có nóng tính thôi. Nhà trai ưu điểm khuyết điểm là gì nè? Em chỉ có ưu điểm là của em là em thẳng thắn. Ừ. Còn khuyết điểm của em là hơi nói nhiều tí. Rồi anh chịu gì của em, không chịu gì của em nói luôn. Anh mong muốn gì nói luôn. Nãy giờ em quan niệm của em nói chuyện nhanh thì bình thường thì em cũng thấy hiện tại bây giờ thì thấy cũng hợp lý, còn tìm hiểu thì mình chưa biết. Còn em nói sao, nói đi con trai. Giờ anh cũng không biết nói gì hơn, thì tự nhiên giờ bây giờ này. Ừ, chàng quá liền. Sáu năm rồi ta chưa hôn nhau đó hả? À, thôi đó là một cái duyên nợ các bạn đã gặp nhau. Hãy tạo điều kiện cơ hội để gặp nhau nhiều hơn nữa, để yêu nhau, để đi đến kết hôn với nhau. Một chặng đường cũng khá dài, nhưng cố gắng chăm sóc, giữ lấy những cái gì mình đã nói trò chuyện ngày hôm nay nha. Yeah. Ok, bạn gái đang cảm hả? Dạ, em cảm được với mình được kia. Rồi. Em mới vui làm được mình. Trí? Dạ, trái cây. Trái cây á hả? Dạ. Bán ở chợ nào? Chung là bán, em bỏ mối xong rồi còn thường tôi lại em đi bán chạy chợ. Rồi mở bánh tre mở với ai? Dạ, hiện tại em làm có một mình. Một mình hả? Rồi ba mẹ ở đâu? Ba mẹ thì ở nhà. Em xưa giờ em tự lập. Tiền tệ. Hôm nay em lên đây gấp quá, em chưa chuẩn bị gì cho cái nhà trai hả? Tại vì em lên cũng gấp quá thì em chưa chuẩn bị được gì cho nhà trai. Không cần. Dạ. Mời anh ăn bún bò là được rồi. Dạ. Dạ. Về chỗ rồi. Nào? Ngồi đi nè. Đó. Trò chuyện giao lưu với nhau nè. Em thích người mẫu em quen đó là đi một hay gì hay. Dạ. Đó, tự nhiên em nắm được, có thể chừng nào tiến tới được. Thấy được thì khoảng chừng nào tiến tới được đó. Dạ, thì bây giờ nếu mà thấy được thì cùng tìm hiểu xem là có hợp nhau hay không rồi mình sẽ tiến tới. Lâu không? Khoảng bao lâu? Thì trong năm nay thì em. Nói chung thì anh giờ nào đã sẵn sàng. Dạ. Mình tìm hiểu một vài tháng đi. Rồi cái điểm như em cảm thấy nóng tính hả? Dạ. Như em đang cảm không? Đúng rồi, em đang khan tiếng á. À, bạn ấy đang hơi khan tiếng nên nó nóng tính lắm em hả? Cũng nóng hơi hơi thôi. Rồi bên nhà trai tôi hiền lành lắm nha. Lỡ nóng khách tính. Đang ăn mà khách làm mình nóng giận lên rồi làm sao? Cái đó mình kìm được. Kìm được ha. Đúng rồi. Tôi thấy nhà trai hơi bị hiền á. Hả? Hiền nhút nhát. Nữa muốn gì nữa? Dạ, nhớ là em ghét đàn ông điều gì? Ấy là kiểu như là đừng có nhậu với ai. Nhậu thì vẫn được nhưng mà mình phải biết hạn chế. Anh kia đây không có đi nhậu bán đâu. Trái cây xong về có hay đi nhậu không? Dạ hiếm lắm. Em là đi nhậu phải có tiền mới nhậu. À tức là nhậu là phải ra tiền thì mới nhậu đúng không? Cũng như mình làm với một người nào đó rồi mình ra kiểu như có thêm một cái quan hệ đó. Mối quan hệ ra dạ, tiền thì làm mới nhậu. Hợp lý. Mình lên đây là cũng hẹn hò như vậy thì mình bấm nút hay có gì mình tìm hiểu nhau sao? Dạ. Rồi
chút xíu mình gặp ấy mình đi uống ly cà phê gì đó, mình lấy số điện thoại rồi giới thiệu tiếp nha. Okay. Rồi ok, về ghế ngồi đi, để tay nút bấm lên tay bên trái. Nhiều người khoái dữ lắm hả mà sao không chịu? Tại em lo công việc của em. Tại chưa có sự nghiệp hả? Nói chung giờ công việc của em thì nói chung em cũng ổn định rồi. Ổn chưa? Ổn rồi. Bây giờ lấy vợ về có nuôi vợ rồi nuôi thêm con nổi không? Nói chung bình thường. Bình thường vậy là được rồi. Tự tin rồi đúng không? Ừ. Vậy thì bây giờ mình muốn lấy một người vợ như thế nào nè? Em chủ yếu em được chưa? Không, ý là em cũng quen để mà tìm hiểu thôi. Ừ. Tại vì nếu mà hợp thì mình sẽ đến tới hôn nhân. Lấy liền không? Chưa biết. Chưa bây biết giờ nào. Có xác định không? Xác định là kết hôn không? Dạ, nếu mà hợp thì xác định kết hôn. Ờ. À. Dạ. À. Phải hỏi cho rõ. Bên đây thử coi mấy mối tình rồi. Cho em được dù gì tới nhà là chương trình điện cho anh. Kể là bữa nay anh lên được thì anh đang chở đồ cho người ta đó. Dạ. Thì thành ra gấp gút quá, thành ra anh cũng không chuẩn bị gì hết. Thì nói chung là anh đưa lại cho mấy người bạn làm chạy giùm á. Sau hơn cái thứ là cũng không được thì cái anh mới chạy lên đây. Nói chung là chắc mình cũng có cái duyên hay gì đó. Dạ. Cái duyên đó. Anh ông rồi cái giống như lúc đó là mình chỉ nghĩ bên chơi thôi. Nhưng mà bây giờ tới em bỏ người ta. Em làm người ta đau khổ. Chào em gái. Dạ. Có thể nói một số mối tình nhiều là nhiều số mấy? Cỡ 3-4. Cỡ 3-4 vậy đó hả? 3-4 cũng lại là 7. Được ok thì anh tiến tới. Dạ. Còn không được thì mình xem như là bạn bè vậy thôi. Dạ. Rồi cái khoảng cách vậy đó, mình hẹn hò sau nói với bạn gái biết đi, hai đứa coi tìm cách nào đó làm sao. Em thì em hiện tại bây giờ em đang làm ở trên thành phố. Em cũng buôn bán luôn. Nói chung là giờ giấc của em thì nó cũng tự do, không có phải đi làm công ty này kia. Trưa hai đứa đi ăn cơm tiệm cũng được. Đi ăn nhà hàng, đi ăn sang. Hả? Bán hết để đi ăn nhà hàng. À, cho nó sang đúng không? Dạ. Cô này cũng vui mà. Thật ra anh bên kia hiền, hiền lành, chất phác. Cô này cũng hơi lanh mà rất là vui. Hai người hợp nhau á. Buôn trư được. Người bán ăn sáng. Thôi vậy tôi gom lại một mặt bằng đi. Dạ, ăn sáng trái cây. Ăn sáng mua trái cây luôn. Đó. Của mình. Và sau khi quyết định thì các bạn phải có trách nhiệm với quyết định của mình nhé. Bây giờ thì Ngọc Lan sẽ đếm và sau 3 tiếng đếm bấm nút hay không thì màn hình sẽ hiển thị. 1, 2, 3. Đúng không? Yeah. Rồi để đây để chị Lan lo ở đây cho. Rồi nhà trai đi với ai? Dạ em đi có mình à. Đi mình hả? Dạ. Rồi để ông tôi lo luôn. Tôi vừa bán trái cây vừa bán bún bò luôn. Rồi. Thôi. Mở rào. Xong, bắt đầu tiến tới nha. Mình dùng kỹ năng của mình, kỹ năng bán trái cây đó. Giờ mình đi cua gái nè. Trắng hay đen? Không. Ấy là nước da thì bình thường thôi, trắng đen gì. Nhưng mà phải cao một chút. Dạ. Cao hơn mình em được không? Cao hơn em, tất nhiên phải cao hơn em được. Rồi. Ví dụ như giờ á, tình hình ví dụ giờ em về Bến Tre, em theo chồng về Bến Tre được không? Thì nếu mà làm ăn mà mình có cái chỗ là mình... Đúng, hợp lý. Bến Tre bây giờ phát triển lắm. Bến Tre giờ gần, thật ra Bến Tre về thành phố. Rồi bây giờ nè, em hỏi bạn gái đi, giờ tính hình em thích con trai con gái gì đó rồi có được. Về Bến Tre với anh không gì đó. Em tự nhiên giờ mình có gia đình đó thì em thích có làm dâu. Không, em thì em thích chơi.